Đấy, sau khi một thời gian là bà này bán moi tiền không nổi nữa, bà không có tiền đánh bài nữa, thì bà ấy đâm ra bà ấy cục cằn thô lỗ, bà chửi bới ông này rất là nhiều, và bà bỏ bà đi theo một cái người Mỹ đen. Thì theo người Mỹ đen thì ông chồng này ông mừng húm luôn. Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Chào các bạn, hôm nay Kiden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một cái đề tài nói về những cái cuộc ly hôn tại Mỹ này các bạn. Thì cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là ly hôn kiểu Mỹ, và vợ thì được chồng cũ nuôi đến khi có chồng mới. Các bạn nghe thấy cái đề tài này thấy có thú vị không? Sau đây xin mời các bạn nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Nếu các bạn thích Kaden Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thì có một người đàn ông sống ở Lido Sài Gòn các bạn. Sau khi ly dị vợ thì người đàn ông này đã phải đi thuê phòng, vừa phải cầm cái bảng ăn xin tại trung tâm Lido Sài Gòn, lại vừa phải lái xe chở khách kiếm tiền mỗi khi mà có khách yêu cầu. Có thể nói là chung sống mà không có hôn thú ở tại nước Mỹ này nó là một cái trào lưu các bạn. Nó là một trào lưu đó, có thể nói là 10 cặp thì hết 8 cặp chung sống trước với nhau trước khi mà làm giấy hôn thú, trước khi mà làm lễ cưới các bạn. 10 cặp hết 8 cặp, chỉ có Chúng hai ta làm công ty thì chúng ta nói chuyện với 10 người thì hết 8 người là họ đã không có hôn thú rồi, họ cứ sống hết người này người kia. Có nhiều người thì ly dị, sống xong ly dị hai ba lần. đúng rồi, như trong cái hãng của mẹ làm đó. Rồi có trình độ 10 ngàn đồng thì chỉ còn một cái cặp chủ hãng là nó không có ly dị nhau, sống với nhau mấy chục năm nay thôi. Còn 9 cặp kia thì đều là ly dị, và người nào cũng có ly dị không ít là 2 lần. Hoặc là họ cứ sống xong rồi Họ sống nhưng họ họ bỏ, sống nhưng lại bỏ thôi bỏ, chứ cứ họ không vài ly tháng dị hay là đâu. vài năm gì chán lại bỏ. Tại vì sau khi một cuộc hôn nhân là họ biết rồi, họ không không có muốn xem một cuộc hôn nhân Cũng nào đúng, là khác đúng nữa. rồi. Tại vì mỗi khi có một cái cuộc hôn nhân họ và ly dị là họ rất là bị stress, stress về tài chính rồi về tâm tâm trí nữa. Đủ mọi thứ chuyện nên họ chán, họ cứ chung sống vậy thôi à, chứ không có lấy nhau, không có làm lễ cưới gì Thì cả. khi mà chia tay thì không có gì ràng buộc nhau nữa hết. Thế nên mới nói là chung sống mà không có hôn thú á, là một cái trào lưu rất là phổ biến hiện nay tại nước Mỹ và tại những nước châu Âu nữa. Đấy. Thì cái nguyên nhân mà thuộc về cái sở thích tự do cá nhân, không có muốn bị ràng buộc đấy. Họ thích thì họ không thích thì họ bỏ. Đúng rồi. Thì nó Nhưng chỉ mà là nếu mà họ có con á, thì cái đứa con sẽ là cái thứ mà ràng buộc. À, nhất là người đàn ông. Người đàn ông thì phải child support, trả tiền child support cho đến khi cái đứa trẻ nó 18 tuổi. Còn không có con thì không có gì ràng buộc nhau hết. Đó. Nhưng mà không phải là chỉ vì cái sở thích tự do cá nhân đâu, mà còn một cái nguyên nhân khác nữa khiến người ta rất là sợ, đó là hệ lụy của những cuộc ly hôn. Đó. Sau khi mà ly hôn rồi á, thì cái tinh thần của họ có thể nói là bị xuống dốc rất là nhiều. Họ rất là buồn chán, và thứ nhì nó là về tài chính, và thứ ba nó là họ không có muốn dính líu vào những cái vụ kiện tụng. Đó. Thì theo thống kê của nước Mỹ á, thì có khoảng hơn 90% những cuộc ly hôn ở Mỹ thuộc cái dạng là không có viện lỗi gì cả. Đó là họ thuận tình thì họ ly hôn, và cái phần còn lại là họ ly hôn để họ ly dị và tranh chấp về tài sản. Nếu mà ly dị mà tranh chấp á, thì có thể nói là rất là nhiều phiền toái, và những người trong cuộc này thì phải thuê luật sư và tốn rất là nhiều tiền bạc và thời gian, phải đi lại trong tòa rất là nhiều lần. Và ngoài cái việc rắc rối về mặt pháp lý thì còn phải kể đến là cái sự thiệt hại về tài chính do việc ly hôn gây ra, nhất là đối với những người chồng, bởi vì luật pháp Mỹ nó ưu tiên bảo vệ trẻ em và phụ nữ trước tiên. Và việc cung cấp nuôi dưỡng con cái sau những cái cuộc ly hôn á, thì người ta gọi là child support đó, là cái nghĩa vụ, và là cái luật pháp của Mỹ rất là nghiêm khắc trong cái việc này. Thậm chí là có thể bị ngồi tù nếu mà mình lảng tránh, mà mình chạy trốn trách nhiệm. Đó. Thì trong việc phân chia tài sản khi ly hôn thì luật của Mỹ cũng nghiêng về bảo vệ những người có tài sản ít hơn, hoặc là ít có điều kiện để kiếm kế sinh nhai hơn. Ví dụ như là trước khi mà ly dị á, thì chồng đi làm, vợ không đi làm việc, chỉ có ở nhà thôi, không tức là không có thu nhập gì cả, mà chỉ ở nhà lo quán xuyến nhà cửa, nuôi dạy con cái thôi á. Thì trong trường hợp mà ly dị thì ngoài cái nghĩa vụ cung cấp tài chính nuôi con thì người chồng cũ còn có nghĩa vụ chu cấp tài chính cho người vợ cũ cho đến khi nào người vợ cũ có chồng mới hoặc tìm được công ăn việc làm thì chồng cũ mới hết trách nhiệm. Đúng Đấy, rồi. luật ở Mỹ nó là đặc biệt như vậy đó.
Nhiều người không biết như vậy, cứ nghĩ là ly dị xong là chia tài sản là xong Là á, đường chỉ có ai nấy đi. Thì không biết. và chu cấp cho con là thôi ấy, không làm gì nữa hay là phải chu cấp luôn trả cho vợ cũ Cho luôn. đến khi mà người vợ cũ này tìm được công ăn việc làm thì chồng cũ mới hết trách nhiệm. Đúng rồi. Đấy. Khoảng cuối tháng giêng đầu tháng 2, cả nước Mỹ đã rúng động bởi vụ ba tù nhân nguy hiểm, trong đó có hai người gốc Việt đã trốn thoát từ nhà tù và bắt cóc một tài xế lái xe, ép ông ta phải lái xe chở chúng chạy trốn và ăn ở cùng với chúng trong vòng một tuần lễ. Rồi nó trốn khỏi nhà tù, nó bắt cái ông mà tài xế mà lái xe nó phải ăn ở cùng với nó trong vòng một tuần. Thì người tài xế này sau đó đã được lên báo và lên tivi để tường thuật lại cái chuỗi ngày kinh hoàng đó. Thậm chí là những người tù vượt ngục này đã có ý định giết chết ông để mà bịt đầu mối. Thì khán giả đã hồi hộp theo dõi những cái tình tiết gay cấn không kém gì trong những cái tác phẩm điện ảnh của Hollywood. Và ít có người để ý đến một cái khía cạnh thương tâm khác trong cuộc đời riêng của người tài xế này. Thì nói về cái người tài xế này thì ông đã trên 70 tuổi rồi và là một người gốc Việt tên là Hoàng Mã Long, qua Mỹ từ năm 1993. Theo lời ông kể thì trước đây ông cũng sung túc, có nhà cửa đàng hoàng, sống không đến nỗi chật vật với một bà vợ và bốn người con. Nhưng sau khi ly dị thì ông đã phải đi share phòng, tức là đi ở thuê chung với những người thuê phòng khác á. Thì vừa phải cầm bảng ăn xin tại trung tâm Lido Sài Gòn, vừa phải lái xe chở khách kiếm tiền mỗi khi có khách yêu cầu. Và khi được phóng viên hỏi thì lý do gì ly dị thì ông đã trả lời là: "Tôi nghĩ chắc chỉ vì lý do tiền bạc, bởi vì tôi đã không còn làm ra tiền nữa." Và có một người ở Boston cũng tâm sự là anh mới từ California dọn qua Massachusetts và cũng đã từng có công việc tốt, có nhà, có vợ, có con. Nhưng mà sau khi ly dị vợ thì anh đã trở thành kẻ trắng tay và như anh đã nói là homeless, tức là người vô gia cư, và anh đã phải bỏ đi thật xa để quên đi những cái nỗi đau của anh. Có người ngạc nhiên hỏi là tại sao lại có thể thế được, thì anh không có trả lời một cách trực tiếp mà chỉ phẩy tay rồi nói thì bạn cứ thử ly dị đi, thì ở nước Mỹ này thì bạn sẽ biết. Thì nhiều khi ly dị đó nó mang lại cho họ mà rất là nhiều cái đau khổ mà nhiều cái vấn đề mà khiến cho họ không có thể làm được nữa. Và khi mà họ không làm được nữa thì họ không có tiền, không có tiền thì sao sao mà có thể sống ở trong nhà được, phải là vô gia cư thôi. Đó. Nhiều, mình đâu có biết được nó ảnh hưởng đến cái tâm lý như thế nào. Mà nhiều khi họ đi làm xong rồi họ phải chu cấp tất cả tiền, không đủ tiền sống thì làm sao mà họ tiếp tục muốn đi làm nữa. Đúng Đó, có rồi, nhiều lý thì do lắm. có rất là nhiều người họ đang đi làm, họ bị chu cấp nhiều quá đó, họ nghỉ làm luôn, họ trở thành homeless. Thì lúc Đúng. đó là họ không chu cấp Còn gì chu cả. cấp gì hết. Mà rất là nhiều người đàn ông Việt Nam là họ làm cái trò đó, Đúng hoặc là rồi. họ làm chui chứ họ không có muốn chu cấp gì cho con của Không họ chu cấp hết. tại vì họ không có check, họ không khai thuế, tức là Đúng rồi. không có chu cấp gì hết. Đúng Họ rồi. nghỉ không Trốn không trách làm ăn, nhiệm nhưng mà trốn trách chẳng có nhiệm. trốn được bao lâu Bỏ cả. bỏ chạy, trốn chạy Nếu trách nhiệm. muốn trốn chạy trách nhiệm cũng không trốn được bao lâu, tại vì khi mà về già rồi có tiền hưu rồi, khi mà có cái tiền là nó sẽ lấy tiền nó chu Đúng cấp vậy, cho con thôi, đúng chứ rồi. không đừng hòng mà Không chạy chạy được. đấy, thế về hưu mà có tiền hưu cũng trừ đi tiền hưu. Đúng Chẳng rồi, hạn tiền hưu một tháng được ngàn cũng trừ vài trăm để nó để phải trả nợ. trả nợ cho người vợ mà nuôi phải nuôi Phải nuôi con. con, đúng rồi. Đúng rồi. Không chạy trốn đâu được hết. Nhưng mà tạm thời nếu mà nó trốn chạy bổn phận và trách nhiệm, nó không biết thương con nó thì nó nghỉ làm, nó không làm. Nó không Thì kiếm tiền, nhiều không nuôi nhiều người con. làm như vậy lắm. Thì có một người đàn ông gốc Việt cũng cỡ trên 60 tuổi cũng cho biết là ly dị, cũng đã ly dị vợ và cũng phải ra đường để ở. Và ông đang phải share phòng ở ở tuy là con cái của ông đã thành đạt rồi, nhưng là ông nói là bất đắc dĩ lắm, chịu hết nổi mới phải ly dị, dù phải chấp nhận thua thiệt về phần mình. Đó. Rồi có một anh khác rời Việt Nam sang Mỹ từ nhiều năm nay, hiện đang làm chủ một cái công ty du lịch khá là nổi tiếng trong cộng đồng hải ngoại tại Nam California và đã từng một lần ly dị. Thì có một lần có một người giới thiệu cho anh ta một cái cô bạn xinh đẹp ở Việt Nam. Nhưng mà khi biết cô ấy là single mom, tức là mẹ đơn thân á, thì anh ta lắc đầu và anh ta nói là: "Tôi đã từng có một đời vợ và gần như là trắng tay sau khi ly dị. Gây dựng lại lại mãi mới có cơ ngơi như bây giờ. Bây giờ để mất lại một lần nữa thì không còn cơ hội để sửa sai, và thời gian tuổi tác còn không cho phép, cho nên anh từ chối, anh không có muốn lấy cái cô mà được giới thiệu ở Việt Nam xinh đẹp này." Thế anh này khôn quá rồi, đã một lần đổ vỡ mà lần thê thảm rồi, bây giờ đâu có muốn bị lại thêm một lần nữa. Đó, thì có người hỏi anh tại sao mà chưa gì anh đã tính đến cái chuyện ly dị rồi. Thì anh trả lời là người ta còn trẻ mà chấp nhận lấy mình thì chắc là có sự tính toán gì đấy chứ. Không hẳn vì tình cảm đâu. Đưa họ qua đây rồi, lúc họ đủ lông đủ cánh thì họ bay đi mà mình lại còn phải chu cấp. Chẳng những cho người mình lấy làm vợ mà còn phải cho cả đứa con riêng của cô ấy nữa.
vậy chi mình không có chút tiền thì mình đã không phải suy nghĩ nhiều hay là thận trọng như vậy. Thế ông nói nếu ông nghèo ông không suy nghĩ gì cả, ông Nghèo thì sẽ còn lấy gì cái phải cô suy đó đó, nghĩ. giờ ông có tiền rồi ông sợ mất nên ông suy nghĩ như vậy. Thì qua tâm sự của những người mà tôi được biết vậy á, thì lý do ở Mỹ tỷ lệ ly hôn chính thức thấp hơn những người nước khác, chưa hẳn là tại vì các gia đình sống ở Mỹ sống hạnh phúc hơn, mà lý do ngại vướng vào những cái thủ tục pháp lý phiền toái và sợ những cái thiệt thòi về tài chính đã khiến không ít những cặp vợ chồng đứng bên bờ đổ vỡ, đã phải chùn chân lại trước khi kéo nhau ra tòa. Đấy. Thì mấy cái người mà họ họ sợ về cưới người ở Việt Nam mà đã có con rồi á, là tại vì họ đã từng trải rồi, cho nên họ không có muốn họ không có muốn đâm đầu vào cái sự mà rủi ro nữa. Nhưng mà thật sự nó người người Việt Nam hay là bất kỳ nơi đâu, có người tốt và có người xấu, Đúng có rất rồi, là nhiều như người là mẹ tốt. quen một cái người hồi mà sống bên tiểu bang California đó, thì có quen một cái người hàng xóm ở gần nhà của mình đó, thì cái người này là lấy người vợ đầu tiên là người Philippines, cũng có được hai đứa con đấy. Thế nhưng mà cái người vợ ở Philippines này thì có thể nói là không có tài giỏi và cũng không khôn ngoan, cho nên là không có làm ăn gì cả, không giúp đỡ được gì cái anh này. Đã suốt ngày là đã thấy là còn đi cờ bạc, Tối rất là ngày đi cứ đi cờ bạc cờ thôi. bạc suốt ngày, xong rồi rút cuộc thì cứ về đòi tiền chồng để đi đánh bài. Nhưng mà cái anh chàng chồng này cung cấp hoài thì không có đủ tiền để mà lo cho gia đình, cho nên anh chàng này đã lén lút để mà giấu cái bà vợ người Philippines này và không có cho bà biết là mình có dư được bao nhiêu, để bà, tại vì sợ bà biết là bà sẽ moi tiền bà đi đánh bài. Đấy, sau khi một thời gian thì bà này bà moi tiền không nổi nữa, bà không có tiền đánh bài nữa, thì bà ấy đâm ra bà ấy cục cằn thô lỗ, bà chửi bới ông này rất là nhiều, và bà bỏ bà đi theo một cái người Mỹ đen. Thì theo người Mỹ đen thì ông chồng này ông mừng húm luôn, ông nói mừng quá chứ, tự nhiên là bà bỏ bà đi theo Mỹ đen thì mình khỏi cần phải ra tòa ly dị hay cái gì hết, mình khỏi phải gì, tại 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 vì không có bà lỗi. không có lỗi gì cả thì bà thì tự động đi theo Mỹ đen, thì cái bà này là người có lỗi và ra khỏi nhà trắng tay đó. Cho nên là cái ông này ông rất là vui mừng, và khi mà ông thoát được cái bà này thì ông có về Việt Nam, ông cưới một cái bà vợ khác. Bà vợ ở bên Việt Nam này cũng có một đứa con rồi, thì đưa sang bên Mỹ, thì cái bà vợ này không như là mọi người tưởng nha, thì bà sang này bà lại rất là thương cái ông này. Còn Bà không, trẻ, bà còn mới ba trẻ, mươi mới tám bà tuổi ông này thì 60, bà mới có ba mấy tuổi thôi. 28. Thì bà lại sang, bà rất là thương ông này, có thể nói là bà sang một cái là bà chịu khó bà học hỏi và bà đi làm neo liền, đi làm trong cái ngành mề móng chân móng tay, bà có kiếm được rất là nhiều tiền, và bà về bà đã vun xới cho cái ông này, cho gia đình ông này mua đầy đủ đầy đồ đạc cho ông này. Khi mà cái bà người vợ Philippines á, thì có cái gì bán hết cái đó, có đồng nào bà xào hết đồng đó bà đi đánh bạc. Còn bà này vợ thì về này, vợ thì bà cưới bà vợ mới này về, thì bà vợ này đã mua sắm đầy đủ tất cả mọi thứ cho ông, nào là mua rượu ngon về cho ông uống này, mua cái dàn karaoke về cho ông hát mỗi khi ông đi làm về ông mệt này đó. Rồi bà đi làm về bà kiếm được bao nhiêu tiền rồi bà bù đắp, bà vun xới trong gia đình, khiến cho ông này ông cảm thấy rất là vui vẻ hạnh phúc vì lấy được cái người vợ thứ hai này. Thế nên nên là chưa chắc là mọi người hiểu là cứ mang vợ từ Việt Nam sang, hoặc là cưới cái người vợ khác từ Việt Nam sang mà đã là cái người mà họ là hoàn toàn lợi dụng, hoặc là họ phá sản cái gia đình của mình. Mà có rất là nhiều người ta tốt, người ta thương mình thật tình thì người ta xây dựng cho mình thôi. Đúng rồi. Đấy, như cái trường hợp của cái bà mà mẹ biết này này. Tại vì có cái bà vợ này cũ này, hình như bà còn tới mà bà đòi tiền nữa Đúng phải rồi, ba khi mà ông này ông về Việt Nam cưới bà vợ ở Việt Nam này sang, và bà thấy bà vợ Việt Nam này lo lo cho ông dữ quá, không? và Tiền dư. vun vun xới cho nhà cửa của ông này và nuôi con cho cái bà này nữa, thì là bà này bà về bà tiếc nuối, và bà ngỏ ý là bây giờ bà muốn trở về, nhưng mà ông không hoàn toàn không chấp nhận. Ông đã nói là giờ bước chân đi thì cấm kỳ trở lại. Đó, cho nên là bà này đi theo Mỹ đen rồi bây giờ cũng sống một cách rất là thiếu thốn bệ rạc. Đấy. Nhưng chỉ vì không có biết suy nghĩ, thiếu khôn ngoan, và nhất là không có tình thương. Đã sống không sống với chồng mình mà không có lo cho chồng mình mà lại còn đi đánh bài nữa, thua rồi. Thà rằng bà không đánh bài, bà ở nhà bà luôn lo vun xới gia đình phải không? Thì ông chồng nó cũng còn đỡ, ông còn chấp nhận được. Thì bây giờ cái cô mới này sở dĩ mà cô lại tốt với ông này như vậy là tại vì ở Việt Nam á, cô rất là khổ. Cô ở Lâm Đồng thì cô cũng bị người đàn ông lừa gạt rồi, cho nên cô ta mới có một người con. Mà cái người mà lừa gạt cô á, để mà
làm cho cô có bầu á, bỏ chạy chỗ khác, không có nuôi cô, thì cô phải một Một mình. mình mẹ lên thân nuôi đứa con lên lớn lên, Ừ. cho nên cô mấy cái sự đau khổ cô đã trải qua hết rồi. Thì qua bên Mỹ này làm ăn chịu khó thì đâu có gì khó đối với cô đâu. Cô đâu phải là bên Việt Nam cô sung sướng, cô chỉ có biết đi ăn chơi không. Việt Nam cô rất là khổ. Cho nên cái những cái người mà như vậy mà họ thành công được ở bên Việt Nam mà họ vẫn sống sót được thì họ qua cái xứ Mỹ này họ rất là Rất thành có công. cơ hội. Ừ, chứ họ thường thường họ không có thất bại. Đó, tại vì họ chịu khó mà. Chịu khó mà biết lo cho gia đình thì sẽ thành công thôi. Đúng rồi. Thì đó thì cũng như là cũng tùy hoàn cảnh và tùy theo cái tâm trạng của mỗi người. Nói chứ không phải là ai cũng xấu hết hoặc là ai cũng tốt hết, đúng Đúng rồi. không? Thì chia sẻ với các bạn câu chuyện này lên đây thì mong các bạn hiểu biết thêm về những cái tình trạng sinh sống của những cái gia đình bên Mỹ này nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới nút màu đỏ đấy các bạn. Tạm biệt các bạn.